Xin chào các bạn, đây là chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Và trong video thứ 9 của chuỗi bài giảng môn FA này thì mình sẽ đi giải thích về cái chủ đề cơ cấu vốn của các cái công ty trách nhiệm hữu hạn Theo ý của mình thì ở đây không phải là một cái chủ đề quá là phức tạp trong môn FA nhưng nó lại là một cái chủ đề tương đối khó học bởi vì nó liên quan đến một số các khái niệm mà nếu như chúng ta chưa có kinh nghiệm làm thực tế thì nó sẽ hơi là khó hình dung cũng chính vì vậy nên là mình mới làm video này để giúp cho cái việc học của các bạn được dễ dàng hơn một chút và hy vọng là sẽ giúp ích cho mọi người. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đi làm rõ hai cái nhầm lẫn phổ biến liên quan với chủ đề này. Nhầm lẫn thứ nhất đó là cơ cấu vốn hay cấu trúc vốn là nói về các cái khoản mục thuộc phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán trên BS của chúng ta chúng ta biết rằng là mỗi một cái chủ thể kinh doanh muốn hoạt động thì cần phải có vốn đúng không ạ chứ không thì lấy đâu ra cái nguồn tài chính để mà đầu tư vào tài sản để mà chi trả cho cái khoản mua nguyên vật liệu mua hàng hóa mà trả lương đúng không ạ cái nguồn vốn mà chúng ta sử dụng thì có thể huy động bằng cách là uh, huy động vốn từ các cái chủ sở hữu họ góp vốn vào công ty hoặc là đi vay từ bên ngoài hoặc là chiếm dụng vốn của nhà cung cấp bằng cách là mua theo hình thức tín dụng như vậy thì cơ cấu vốn hay là cấu trúc vốn Nói một cách đơn giản nó chính là cái cách thức mà Một cái chủ thể kinh doanh tài trợ vốn cho hoạt động của mình Và nói đến cấu trúc vốn thì nghĩa là Chúng ta phải đề cập đến toàn bộ các cái khoản mục thuộc cái phần Vốn chủ sở hữu và các khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán Kiểu như là xem cái cơ cấu vốn của doanh nghiệp bao gồm Bao nhiêu vốn là do phát hành cổ phiếu này bao nhiêu vốn là do phát hành trái phiếu này rồi đâu là vốn do vay ngân hàng đâu là vốn do chiếm dụng vốn của nhà cung cấp đúng không ạ như vậy các bạn nhớ nhé nói đến cơ cấu vốn hay cấu trúc vốn thì nghĩa là đề cập đến toàn bộ các khoản mục thuộc phần nguồn vốn tức là phần vốn chủ sở hữu và các khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán ví dụ như trên màn hình mà mình đang trình bày đó đó là cái nhầm lẫn thứ nhất cần làm rõ chúng ta sang với cái nhầm lẫn thứ hai đó chính là nhiều bạn cho rằng là cái khái niệm cơ cấu vốn nó chỉ gắn liền với các cái doanh nghiệp theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn chính vì vậy nên là ở trong phạm vi môn fa chúng ta chỉ nghiên cứu cái cơ cấu vốn của, của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thì cái này không đúng nha các bạn sự thực thì hoàn toàn ngược lại đã là cái doanh nghiệp hoạt động thì cần phải có vốn mà đã có vốn thì sẽ phải có cơ cấu vốn đúng không ạ Chính vì vậy nên dù là hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nào thì cũng sẽ có cơ cấu vốn cả. Chẳng qua là trong ba cái loại hình doanh nghiệp thì cái cơ cấu vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn nó sẽ phức tạp hơn với hai cái loại hình là kinh doanh cá thể và công ty hợp danh. Hơn nữa thì cái công ty trách nhiệm hữu hạn nó mới là cái trọng tâm nghiên cứu của chương trình ACCA, còn hai cái loại hình còn lại thì chỉ là giới thiệu cho biết thôi, cho nên là chúng ta mới không đi nghiên cứu cái cơ cấu vốn của hai cái loại hình này. Ừ, vậy tại sao mình lại vừa mới nói rằng là cái cơ cấu vốn của cái loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thì nó phức tạp hơn của hai cái loại hình còn lại thì cái lý do nó cũng rất là đơn giản thôi do đặc thù về mặt pháp lý với cái công ty trách nhiệm hữu hạn ấy thì nó là cái loại hình mà có cái sự tách biệt về mặt pháp lý giữa các cái khoản nợ của doanh nghiệp và các cái khoản nợ của cá nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp hay còn gọi là cổ đông chính vì vậy nên là khi huy động vốn công ty có thể thực hiện huy động vốn bằng rất là nhiều phương thức khác nhau kiểu như là huy động vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu này hoặc là huy động vốn vay bằng cách phát hành trái phiếu vay ngân hàng các kiểu chính vì vậy nên là cái cấu trúc vốn của nó cũng sẽ phức tạp trong khi đó hai cái loại hình còn lại thì hoàn toàn ngược lại với cái hai cái loại hình này thì không được phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu với cái hình thức kinh doanh cá thể nhé bởi vì là doanh nghiệp do một cá nhân sở hữu và làm chủ mà cho nên là chỉ có thể tăng vốn từ chính cái cá nhân sở hữu này mà thôi, không thể huy động vốn từ một cái cá nhân khác với cái tư cách là chủ sở hữu nữa. Còn công ty hợp danh thì chỉ giới hạn huy động vốn từ những cái cá nhân mà tham gia thỏa thuận hợp tác. Tất nhiên là cái hình thức kinh doanh cá thể và công ty hợp danh này thì cũng có thể huy động vốn vay ngân hàng nhưng mà bởi vì hai cái loại hình hoạt động này nó không có sự tách biệt về mặt pháp lý giữa các cái khoản nợ của doanh nghiệp với các cái khoản nợ của cá nhân chủ sở hữu do vậy thì chủ sở hữu nó sẽ phải chịu trách nhiệm không giới hạn đối với các cái khoản nợ của doanh nghiệp đúng không ạ nên là các cái hợp đồng vay nếu có thì các ngân hàng họ cũng sẽ đánh giá dựa trên cái tín dụng của những cái cá nhân sở hữu hay là các cái thành viên hợp danh chứ không phải là cái tín dụng của công ty chính vì vậy nên là các cái phương thức huy động vốn của hai cái loại hình doanh nghiệp này nó khá là hạn chế và nó sẽ chính vì vậy nên là cái cơ cầu, cầu vốn cái cấu trúc vốn của nó cũng sẽ tương đối đơn giản so với cái loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn được chưa thì đó chính là hai cái nhầm lẫn mà chúng ta cần làm rõ bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với cái nội dung của video ngày hôm nay đó là cấu trúc vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn các bạn lưu ý rằng là trong môn FA thì chúng ta cũng không đi tìm hiểu tất cả các khoản mục trong cơ cấu vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn mà chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một số cái khoản mục tương đối đặc biệt thôi. Thứ nhất đó là vốn cổ phần. Thứ hai đó là các cái khoản giữ lại. Thứ ba là liên quan đến cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu. Và cuối cùng đó là giấy nhận nợ. Bây giờ chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu về từng cái khoản mục này mà đầu tiên đó chính là về vốn cổ phần hay còn gọi là vốn do phát hành cổ phiếu vậy thì cổ phiếu là gì cái khái niệm về cổ phiếu thì chắc là các bạn đều đã quen thuộc rồi thị trường chứng khoán của chúng ta cũng đã tương đối phát triển rồi đúng không ạ nói một cách đơn giản nhất thì cổ phiếu nó là cái chứng chỉ chứng nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty tương ứng với cái tỷ lệ cổ phiếu mà cổ đông này nắm giữ ví dụ như cả công ty có một triệu cổ phiếu bây giờ tôi nắm giữ một triệu cổ phiếu thì tức là tôi sở hữu một trăm phần công ty này đúng không ạ và chúng ta cũng sẽ có nhiều cách để phân loại cổ phiếu nhưng mà trong phạm vi của môn fa thì chúng ta sẽ gặp hai cái loại cổ phiếu sau thứ nhất đó là cổ phiếu phổ thông hay là cổ phần phổ thông hay là cổ phiếu thông thường nhiều cách dịch khi mà ta mua cái cổ phiếu phổ thông này thì nghĩa là ta trở thành một trong các cái chủ sở hữu của công ty và cái giá trị cái cổ phiếu phổ thông mà chúng ta đã mua nó là cái số vốn mà ta đã góp vào công ty đúng không ạ công ty sẽ không có nghĩa vụ phải trả lại cái số tiền này cho chúng ta và chính vì vậy mà cái giá trị của cổ phiếu phát hành này nó sẽ được ghi nhận vào cái mục vốn chủ sở hữu chứ không phải là nợ phải trả trên bạc cơ đồ kế toán bởi vì công ty không có nghĩa vụ trả lại chúng ta mà nếu như công ty mà có nghĩa vụ trả lại chúng ta thì khi đó cái mục này nó lại phải ghi vào phần nợ phải trả trên bạc cơ đồ kế toán rồi đúng không ạ và công ty thì sẽ có nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông nhưng không bắt buộc mà tùy thuộc vào kết quả hoạt động của công ty cái này thì cũng là rất là dễ hiểu thôi giống như kiểu là mình đi vay tiền thì mình phải trả lãi đúng không ạ tức là chúng ta sẽ phát sinh cái chi phí huy động vốn. Thì chính vì vậy khi mà công ty huy động vốn mà cái hình thức là phát hành cổ phiếu thông thường đó, cổ phiếu phổ thông đó thì cũng phải phát sinh cái chi phí huy động vốn. Và cái cổ tức này nó có thể coi là một phần của cái chi phí huy động vốn mà công ty phải bỏ ra. Tuy nhiên là các bạn lưu ý rằng là cái cổ tức này nó là không bắt buộc mà tùy thuộc vào kết quả động của công ty. Và cái mức chi trả cổ tức nó cũng không cố định cái nguồn để chi trả cổ tức ấy, thì nó sẽ được chi trả từ nguồn lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán của chúng ta. ở đây mình đề cập đến một khoản mục mới đó là lợi nhuận giữ lại hay là retained earnings. Lát nữa thì mình sẽ giải thích chi tiết về khoản mục này. Bây giờ chúng ta cứ tạm nhớ thế đã nhé. Cái loại cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu ưu đãi thì đây là cái loại cổ phiếu mà nó sẽ gắn với một cái quyền lợi nhất định, tùy thuộc vào từng loại cổ phiếu. Ví dụ như là cái cổ phiếu ưu đãi cổ tức thì cái cổ đông nắm giữ nó sẽ được chia cổ tức không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty tức là kiểu gì cũng phải trả đấy. Cái cổ phiếu ưu đãi này thì lại bao gồm hai loại thứ nhất là cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại và thứ hai là cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại. Trong đó thì cái cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại này công ty sẽ phải hoàn trả lại cái giá trị danh nghĩa của những cái cổ phiếu này vào một cái ngày cụ thể trong tương lai. Thì như vậy các bạn có thể thấy rằng là bản chất của cái cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại này nó giống hoàn toàn với các khoản vay mà theo đó công ty là bên đi vay sẽ có nghĩa vụ trả lại cái số tiền gốc cho cổ đông ưu đãi là bên cho vay đúng không ạ? Chính vì vậy giá trị của các cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại này sẽ được trình bày ở khoản mục nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán. Mà theo đó cái chi phí để chi trả cổ tức cho các cái cổ phiếu này thì cũng sẽ không được trích ra từ cái nguồn lợi nhuận giữ lại giống như cái phần cổ phiếu thông thường mà nó sẽ được tính vào chi phí đi vay, chi phí lãi vay trên báo cáo kết hoạt động kinh doanh tức là hoàn toàn giống như các cái hợp đồng vay. Được chưa? Cái loại cổ phiếu ưu đãi thứ hai đó là cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại. Cái loại này thì lại có bản chất giống như các cái cổ phiếu phổ thông khác, tức là công ty không có nghĩa vụ trả lại cái số tiền gốc cho các cổ đông nắm giữ được chưa? Chính vì vậy là giá trị của cái cổ phiếu phát hành này cũng sẽ được ghi nhận vào cái mục vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán Chứ không phải là giống như các cái cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại Và cái cổ tức chi trả cho các cái cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại này cũng sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán Giống như là các cái cổ phiếu thông thường Chính vì vậy nên là khi mà chúng ta gặp các cái tình huống bài tập ấy, mà chúng ta thấy cái phần cổ phiếu ưu đãi này nó nằm ở phần nợ phải trả thì khi đó chúng ta mặc định hiểu rằng là đấy là cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại nhé và ngược lại nếu như cái phần cổ phiếu ưu đãi nó được trình bày ở một vốn chủ sở hữu thì khi đó ta hiểu đó là cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại các bạn hãy nhìn giá trị của ba khoản mục cổ phiếu phổ thông cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại và cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại được thể hiện trên bảng cân đối kế toán này đó khoản mục tiếp theo mà chúng ta đi tìm hiểu đó chính là các khoản giữ lại bản thân các cái khoản giữ lại này thì lại được chia làm hai loại thứ nhất là các cái khoản giữ lại theo luật định thì đây là những cái khoản mà không được sử dụng để phân chia cổ tức cho cổ đông hai khoản mục chúng ta học thuộc cái loại này đó là thặng dư cổ phần và thặng dư do đánh giá lại tài sản trong đó thặng dư cổ phần nó là cái khoản mục phản ánh cái chênh lệch giữa cái giá phát hành và mệnh giá của cổ phiếu nếu là công ty có thể phát hành cổ phiếu với giá trị cao hơn mệnh giá thì khi đó cái số tiền chênh lệch này sẽ phản ánh vào cái tài khoản thặng dư cổ phần này được chưa còn cái khoản mục thặng dư do đánh giá lại tài sản thì chúng ta đã học ở cái video trước về IS 16 PPE rồi đúng không ạ? Nó là cái tài khoản được sử dụng để phản ánh cái giá trị PP tăng lên do đánh giá lại. Tiếp theo loại thứ hai đó là các cái khoản giữ lại không theo luật định, tức là công ty tự mở theo mong muốn thôi. Đây sẽ là những cái khoản mục mà có thể được sử dụng để phân chia cổ tức cho cổ đông khi mà công ty có ý định. Và đại diện tiêu biểu của cái loại này sẽ là cái khoản mục lợi nhuận giữ lại. Thì cái khoản mục này nó phản ánh cái lợi nhuận sau khi nộp thuế của công ty được tích lũy qua các năm mà chưa được sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông. Vừa nãy mình có nói rằng là cái cổ tức chi trả cho cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi không còn lại thì sẽ được trích từ cái lợi nhuận giữ lại đúng không ạ? thì chính là trích từ cái khoản mục này và cả ba cái khoản thặng dư cổ phần, thặng dư do đánh giá lại tài sản và lợi nhuận giữ lại này thì nó đều được phản ánh ở mục vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. chúng ta hãy xem ba cái khoản mục này khi mà phản ánh trên sổ cái hay là sổ chữ T thì nó sẽ như thế nào nhé. cả ba cái tài khoản này thì nó đều là cái tài khoản vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. Và như chúng ta đã, đã học trong cái video về hệ thống tài khoản quyết toán đó thì các cái tài khoản này nó sẽ có số dư đầu kỳ cuối kỳ. Mặc định là ở bên có, được chưa? Với cái tài khoản thặng dư vốn cổ phần thì nó sẽ có phát sinh tăng bên có khi mà công ty phát sinh thêm các cái giao dịch phát hành cổ phiếu mà làm phát sinh cái thặng dư vốn cổ phần. Rất ít trường hợp phát sinh bên nợ nếu có thì cái tình huống mà chúng ta gặp nhiều nhất sẽ là cái tình huống mà công ty sử dụng cái nguồn thặng dư vốn cổ phần này để mà phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên. Với cái tài khoản thặng dư do đánh giá lại tài sản thì mình đã nói ở video về IS16 rồi nên mình sẽ không nói lại nữa. Với cái tài khoản lợi nhuận giữ lại thì không giống như hai cái tài khoản Thặng dư cổ phần hay là thặng dư do đánh giá lại tài sản thì cái tài khoản này nó là tài khoản có thể có cả số dư bên nợ hoặc bên có. Tài khoản lợi nhuận giữ lại này sẽ có số dư bên có khi mà cái lợi nhuận chưa phân phối lũy kế qua các năm của công ty là một khoản lãi. Còn cái tài khoản này nó sẽ có số dư bên nợ khi mà cái lợi nhuận chưa phân phối lũy kế qua các năm của công ty là một khoản lỗ. Được chưa? Tức là số dư mặc định thì là bên có nhưng mà vẫn có thể có số dư bên nợ khi mà đó là khoản lỗ Thì tại sao mình phải giải thích những cái đặc điểm này Bởi vì là Chúng ta phải hiểu cái đặc điểm về cấu trúc Của các cái tài khoản này thì khi mà chúng ta đọc Cái tình huống đề bài ấy, chúng ta mới lấy được thông tin đúng Chẳng hạn như trên đề bài Người ta cho cái thông tin lợi nhuận giữ lại là Có cái số dư bên nợ Mà lúc đấy chúng ta vẫn mặc định rằng là Nó ở số dư bên có và chúng ta nghĩ rằng là công ty có cái khoản lãi Thì là không đúng đúng không ạ Trong khi nó ở số dư bên nợ Thì nó phải là một khoản lỗ Ok, sau khi đã hiểu được ý nghĩa của các khoản mục này rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem hai cái ví dụ sau để làm rõ về cách sử dụng các cái tài khoản này. Ví dụ đầu tiên đó là ví dụ về phát hành cổ phiếu phổ thông. Tình huống đưa ra là một tình huống bài tập trong sách của BPP. Một công ty trách nhiệm hữu hạn thì phát hành 50.000 cổ phiếu phổ thông với cái mức giá là 25 cent một cổ phiếu, mệnh giá là 25 cent một cổ phiếu và cái mức thặng dư trên một cổ phiếu là 50 sen. Công ty thì đã ghi nhận đúng cái số tiền nhận được từ phát hành cổ phiếu nhưng mà toàn bộ cái giá trị này đã được ghi nhận vào cái tài khoản vốn cổ phiếu thông thường hay là vốn cổ phiếu phổ thông. Vậy để sửa lỗi này thì cần hạch toán bút toán điều chỉnh như nào? Uhm, đến hiện tại thì chúng ta chưa học cách sửa chữa sai sót trong sổ kế toán tuy nhiên chúng ta cứ hiểu đơn giản rằng là khi mà chúng ta ghi một bút toán sai thì sẽ làm cho các cái tài khoản liên quan bị phản ánh sai giá trị đúng không ạ do vậy chúng ta sẽ cần hạch toán bổ sung một cái bút toán sao cho các cái tài khoản liên quan trở thành có giá trị đúng như thể chưa hề bị sai sót được chưa ạ ở cái video sau này về cái việc sửa chữa sai sót thì mình sẽ giải thích chi tiết sau còn bây giờ chúng ta chỉ cần ghi nhớ như thế là được trong tình huống của chúng ta cái số lượng cái cổ phiếu thông thường được uh, phát hành ra là 50.000 cổ phiếu đúng không ạ? Mệnh giá của nó là 0.25 đô tức là 25 cent một cổ phiếu thì như vậy. Cái vốn cổ phiếu phổ thông ở đây sẽ là 50.000 cổ phiếu nhân với 0.25 đô bằng 12.500 đô đúng không ạ? Thặng dư 50 cent một cổ phiếu thì như vậy cái giá trị thặng dư cổ phiếu của chúng ta sẽ là 50.000 nhân với cả 0.5 đô bằng 25.000 đô. Như vậy tổng cái số tiền nhận được của công ty sẽ bằng cái giá phát hành cổ phiếu là 0.25 đô cộng với 0.5 đô và 0.75 đô nhân với 50.000 cổ phiếu ra là 37.500. Thì như vậy cái bút toán đúng để ghi nhận cái việc cái giao dịch phát hành cổ phiếu này sẽ phải là nợ số tiền nhận về là 37.500. Ghi tăng tức là ghi bên có tài khoản vốn cổ phần phổ thông hay là cổ phiếu phổ thông là 12.500 đô. Khi có tài khoản thặng dư vốn cổ phần là 25.000 đô Thì đây mới là bút toán đúng đúng không ạ Nhưng mà hiện tại cái bút toán người ta đang hạch toán Sẽ lại là nợ tiền 37.500 và có tài khoản Cổ phiếu phổ thông là 37.500 Thì so sánh những bút toán sai và bút toán đúng Thì ta thấy rằng là tài khoản tiền đều hạch toán giống nhau cả Không ảnh hưởng gì đúng không ạ Cái ảnh hưởng đây chỉ là tài khoản vốn cổ phần phổ thông Thì đang bị hạch toán cao hơn giá trị đúng là 25.000 đô trong khi đó thì cái tài khoản thặng dư vốn cổ phần lại bị ngược lại tức là bị hạch toán thấp đi 25.000 đô đúng không ạ? Thì như vậy để mà điều chỉnh cái bút toán này ta sẽ cần phải ghi giảm đi cái tài khoản vốn cổ phần phổ thông là 25.000 đô và ghi tăng lên cái tài khoản thặng dư vốn cổ phần là 25.000 đô. Như vậy cái bút toán điều chỉnh chúng ta cần ghi nhận ở đây sẽ là nợ tài khoản vốn cổ phần phổ thông là 25.000 đô và ghi có tài khoản thặng dư vốn cổ phần là 25.000 đô đáp án đúng là đáp án B. Thì đó là cái ví dụ thứ nhất, chúng ta sang cái ví dụ thứ hai liên quan đến cái cổ phiếu ưu đãi. Thì cái tình huống bài tập ở đây là cũng là một tình huống bài tập trong sách của BPP. Thì công ty Alpha là một công ty trách nhiệm hữu hạn và có cái tình hình liên quan đến cổ phần đã phát hành như sau. Vốn từ phát hành cổ phiếu phổ thông là 1 triệu đô, mệnh giá một cổ phiếu phổ thông là 10 cent vốn từ phát hành cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại là 500.000 đô biết rằng cái cổ phiếu ưu đãi này có cái tỷ lệ chi trả cổ tức là 8% và trị giá là 50 cent một cổ phiếu vào cái năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 10 năm X2 thì công ty đã trả cổ tức ưu đãi của năm X2 và một đợt cổ tức giữa kỳ trị giá 2 cent một cổ phiếu cho các cổ phiếu phổ thông biết rằng là sau cái ngày báo cáo thì cái đợt chi ở công ty đã đề xuất cái đợt chi trả cổ tức cuối năm cho các cái cổ phiếu phổ thông trị giá là 3 sen trên một cổ phiếu. Câu hỏi ở đây là cái giá trị cổ tức được thể hiện trên cái báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cái năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 10 năm X2 sẽ là bao nhiêu? Uhm, cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa học chi tiết về cái báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu đúng không ạ? Nhưng điều này cũng không quan trọng bởi vì ta chỉ cần biết rằng là trên cái báo cáo vốn chủ sở hữu này nó sẽ thể hiện được cái thông tin về cổ tức đã có quyết định chi trả trong kỳ mà liên quan đến các cái khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu tức là liên quan đến cổ phiếu phổ thông hay là cổ phiếu ưu đại không hoàn lại thì như vậy tức là chúng ta sẽ không cần phải bao gồm cái thông tin liên quan đến cái cổ tức của các cái cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại đúng không ạ lý do thì ở phần lý thuyết mình đã giải thích rồi đối với các cái cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại thì bản chất nó là khoản nợ phải trả và các cái cổ tức của nó thì sẽ là liên quan đến cái chi phí tài chính trong kỳ chứ không phải là được chi trả từ khoản mục lợi nhuận giữ lại thuộc phần vốn chủ sở hữu. Được chưa ạ? Thì như vậy trong cái ví dụ này chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến các cái thông tin cổ tức của cái cổ phiếu phổ thông mà thôi. Còn cái cổ phiếu ưu đãi có hoàn lại thì ta không cần quan tâm. Trong cái tình huống này của chúng ta thì các cái cổ phiếu phổ thông nó có hai đợt chi trả cổ tức. Một đợt chi trả cổ tức giữa kỳ thì đã được thực hiện với cái trị giá là 2 sen trên một cổ phiếu đúng không ạ? Còn cái cổ tức cuối kỳ thì sau ngày báo cáo công ty mới có đề xuất. Nghĩa là tại cái ngày báo cáo thì chưa có quyết định chi trả cái cổ tức cuối kỳ này, do đó công ty chưa có cái nghĩa vụ nợ hiện tại phải thực hiện cái khoản thanh toán cổ tức này đúng không ạ? Và do đó chưa cần ghi nhận trên báo cáo tài chính tại kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm X2 mà chỉ cần thuyết minh trên báo cáo tài chính là được rồi. Sau này học về các cái sự kiện sau ngày khóa sổ thì mình sẽ giải thích thêm còn bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu rằng là bởi vì cái quyết định chi trả cổ tức. Cuối năm này nó có quyết định sau ngày báo cáo và do vậy thì công ty chưa cần phải phản ánh trên báo cáo vốn chủ sở hữu đối với cái phần cổ tức này. Như vậy chốt lại thì trong tình huống này của chúng ta chúng ta chỉ cần quan tâm đến đúng cái giá trị cổ tức giữa kỳ đã được chi trả của các cái cổ phiếu phổ thông đúng không ạ? Thì cái số lượng cổ phiếu phổ thông ở đây chúng ta tính toán ra được là lấy tổng cái trị giá vốn là một triệu đô mà chia cho mệnh giá của một cổ phiếu phổ thông là 10 cent tức là 0.1 đô thì ta ra được tổng cái số lượng cổ phiếu phổ thông ở đây là 10 triệu cổ phiếu thì như vậy ta sẽ tính ra được cái giá trị cổ tức của các cái cổ phiếu này giữa kỳ sẽ là 10 triệu cổ phiếu nhân với 2 cent tức là 0.02 đô ra là 200.000 đô thì đây cũng sẽ chính là cái đáp án tức là cái giá trị cổ tức mà cần thể hiện trên cái báo cáo vốn chủ sở hữu cho cái năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 10 năm X2 cũng không có gì phức tạp cả đúng không ạ? Đến môn FR và SBR thì chúng ta sẽ học đến nhiều cái tình huống nó phức tạp hơn. Và bây giờ chúng ta hãy sang cái nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay đó là liên quan đến cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu. Đầu tiên đó là cổ phiếu thưởng đi. Thì phát hành cổ phiếu thưởng nghĩa là công ty đi phân phối miễn phí cho các cái cổ đông hiện tại. Ví dụ là nắm, à, các cái, một cái cổ đông mà nắm giữ năm cổ phiếu thì bây giờ sẽ được hưởng thêm một cổ phiếu và cái nguồn tài trợ cho cái cổ phiếu thưởng này thường là nguồn thặng dư cổ phần hoặc là các nguồn giữ lại khác của công ty vậy cái câu hỏi thật ra ở đây là tại sao các công ty lại muốn phát hành cổ phiếu thưởng tất nhiên là không phải thích thì nhích rồi đúng không ạ họ đều phải có mục đích cả cái cổ phiếu thưởng ấy thì có thể được phát hành trong một số cái tình huống như sau ví dụ là khi một công ty không có tiền mặt để chi trả cổ tức tuy nhiên là không muốn làm cho cổ đông buồn nên là tìm cách bù đắp bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng thì cổ đông họ nhận được cái cổ phiếu thưởng này thì họ có thể bán đi cho người khác để kiếm về lợi nhuận đúng không ạ thì rõ ràng đó chính là cái thu nhập của họ trong khi thì công ty không cần thực tế chi tiền cổ phiếu thưởng cũng có thể được phát hành khi mà công ty muốn cơ cấu lại vốn từ các cái khoản giữ lại của mình làm công ty có thể sử dụng việc phát hành cổ phiếu thưởng từ cái nguồn thặng dư cổ phần hoặc là từ các cái khoản giữ lại khác chẳng hạn như là từ lợi nhuận chưa phân phối lợi nhuận giữ lại công ty cũng có thể phát hành cổ phiếu thưởng khi mà công ty muốn tăng vốn cổ phần nhưng mà không muốn làm thay đổi cơ cấu cổ đông bởi vì cái cổ phiếu thưởng này nó sẽ được trao cho các cổ đông hiện tại theo cái cơ cấu cổ đông hiện tại đúng không ạ do vậy là khi phát hành cái cổ phiếu thưởng này sẽ không làm thay đổi cái cơ cấu cổ đông cái cấu trúc cổ đông. Vậy với cái bản chất như vậy thì cái việc kế toán các cái giao dịch phát hành cổ phiếu thưởng này nó rất đơn giản. Chỉ là chúng ta thực hiện cái bút toán phân loại lại khoản mục của vốn chủ sở hữu từ khoản mục này sang khoản mục khác mà không làm thay đổi tổng giá trị. Cụ thể là chúng ta sẽ làm cái bút toán để phân loại từ cái nguồn phát hành cổ phiếu thưởng sang cái tài khoản vốn cổ phần. Chúng ta hãy cùng đi xem cái ví dụ sau để làm rõ về cái cổ phiếu thưởng. Thì đây là một cái tình huống bài tập trong BPP. biết rằng là tại ngày 31 tháng 12 năm X1 thì cái cấu trúc vốn của một công ty như sau. Vốn cổ phiếu phổ thông sẽ là 50.000 đô với cái số lượng cổ phiếu phổ thông là 100.000, mệnh giá là 50 cent. Vốn thặng dư cổ phần là 180.000 đô Biết rằng là trong năm X2 thì công ty đã phát hành một đợt cổ phiếu thưởng bằng cách sử dụng nguồn thặng dư cổ phần. Theo đó thì mỗi cổ đông mà cứ nắm giữ hai cổ phần phổ thông thì sẽ được tặng thêm một cái cổ phiếu thưởng. Sau đó thì trong năm công ty cũng phát hành thêm 60.000 cổ phiếu phổ thông khác với cái giá là 80 cent. Công ty đã thu tiền về. Yêu cầu ở đây là đi xác định cái cơ cấu vốn của công ty tại 31 tháng 12 năm X2. Thì để mà xử lý cái tình huống này thì ta sẽ cần phải xác định ảnh hưởng của các cái giao dịch phát hành cổ phiếu trong kỳ. Sau đó ta sẽ biểu diễn trên cái tài khoản chữ T liên quan. Đầu tiên là cái giao dịch phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư cổ phần nhé. Thì cái số lượng cổ phiếu thưởng được phát hành ở đây sẽ là bằng cái số lượng cổ phiếu phổ thông và chia cho cái tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng ở đây là hai đúng không ạ? Cứ nắm giữ hai thì được một Vậy thì cái số lượng cổ phiếu thưởng ở đây sẽ là bằng 100.000 cổ phiếu mà chia cho 2 bằng 50.000 cổ phiếu. Thì ta sẽ tính được cái giá trị của cái cổ phiếu thưởng đã được phát hành là bằng cái số lượng cổ phiếu thưởng là 50.000 mà nhân với cái mệnh giá của nó là 0.5 đô bằng là 25.000 đô đúng không ạ? Như vậy thì cái giao dịch phát hành cổ phiếu thưởng này sẽ làm cho cái giá trị vốn cổ phần tăng lên 25.000 đô và cái nguồn giá trị thặng dư cổ phần thì sẽ bị giảm đi 25.000 đô tức là bút toán nếu có sẽ là nợ tài khoản thặng dư vốn cổ phần và có tài khoản vốn cổ phần đúng không ạ thì ta sẽ biểu diễn cái giao dịch này trên hai cái tài khoản chữ T liên quan như trên màn hình các bạn nhìn thấy cái giao dịch thứ hai là công ty phát hành thêm cổ phiếu để thu tiền về với cái giao dịch này thì đơn giản là giao dịch phát hành cổ phiếu phổ thông bình thường thôi cái số lượng cổ phiếu phát hành là 60.000 cổ phiếu, cái giá phát hành của cổ phiếu này là 80 cent tức là nó sẽ cao hơn mệnh giá là 30 cent đúng không ạ? mệnh giá chỉ là 50 cent thôi. Thì như vậy cái giao dịch này nó không chỉ làm tăng cái giá trị vốn cổ phần mà còn làm phát sinh thặng dư vốn cổ phần nữa. Cụ thể thì cái vốn cổ phần sẽ tăng là 60.000 cổ phiếu mà nhân với cái mệnh giá là 0.5 đô bằng 30.000 đô. Còn cái thặng dư vốn cổ phần sẽ tăng là 60.000 đô nhân với cả 0.3 đô bằng 18.000 đô. Thì ta cũng tiếp tục biểu diễn ảnh hưởng của cái giao dịch này trên cái tài khoản chữ T thì sau đó chúng ta sẽ tính ra được cái số dư cuối kỳ của hai cái tài khoản thặng dư vốn cổ phần và vốn cổ phần lần lượt sẽ là tài khoản thặng dư vốn cổ phần sẽ có số dư cuối kỳ là 173.000 đô tài khoản vốn cổ phần sẽ có số dư cuối kỳ là 105.000 đô thì như vậy ở chiếu vào cái đề bài thì đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án B không có gì phức tạp lắm đúng không ạ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần quyền mua cổ phiếu thì cái quyền mua cổ phiếu hiểu một cách đơn giản là cái quyền mua cổ phiếu mới cho các cái cổ đông hiện tại với những cái điều kiện ưu đãi trong tương lai. Như vậy thì khác với cổ phiếu thưởng, cái quyền mua cổ phiếu nếu như mà được thực hiện thì sẽ làm cho công ty vừa tăng vốn cổ phần vừa tăng nguồn tiền thực tế, đúng không ạ? Vậy tại sao các công ty lại phát hành cái quyền mua cổ phiếu này? Thì thường thì sẽ là để giải quyết cái vấn đề cấp bách về dòng tiền. Bởi vì là cái quyền mua ưu đãi này nó khiến cho cái người sở hữu được phép mua với cái giá ưu đãi nên thường thì các cổ đông sẽ thực hiện cái quyền mua này tức là nếu như họ không thực hiện thì họ cũng bán cho người khác là người khác thực hiện thì kiểu gì cuối cùng cũng là công ty sẽ thu được tiền về nhanh hơn là phát hành với cái cổ phiếu phổ thông bình thường chúng ta hãy cùng đi xem cái ví dụ để hiểu được cái cách thức thực hiện cách thức hoạt động của cái quyền mua cổ phiếu này lại làm cái tình huống bài tập trong sách của BPP ạ. Một công ty thì có cơ cấu vốn vào 30 tháng 6 năm 20x2 như sau. Vốn từ cổ phiếu phổ thông sẽ là 125.000 đô, tương đương với 500.000 cổ phiếu mệnh giá 25 sen. Thặng dư vốn cổ phần là 100.000 đô. Biết rằng trong năm tài chính kết thúc vào 30 tháng 6 năm X3 thì công ty đã phát hành quyền mua cổ phiếu và theo đó cổ đông mà cứ nắm giữ hai cổ phiếu thì được quyền mua một cổ phiếu với giá 1 đô la. Và cái quyền mua này đã được thực hiện toàn bộ trong năm được thực hiện nghĩa là tất cả các quyền mua phát hành ra thì uh, cái người sở hữu đều đã sử dụng để mua luôn cổ phiếu với giá một đô đó ạ. Sau đó thì cũng trong cái năm này, công ty lại thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng. Cổ đông mà cứ nắm giữ năm cổ phiếu thưởng thì được thưởng thêm một cổ phiếu. Và cái nguồn để tài trợ cho cái việc phát hành cổ phiếu thưởng này là từ nguồn thặng dư cổ phần. yêu cầu ở đây là xác định cái cấu trúc vốn cho cái năm tài chính kết thúc vào 30 tháng 6 năm X3 thì cái cách xử lý tương tự như trong cái ví dụ 3 lúc trước thôi. Chúng ta sẽ đi xem xét ảnh hưởng của từng giao dịch, sau đó thì ta biểu diễn trên cái tài khoản chữ T thì sẽ rất là nhanh ra được kết quả. Với cái giao dịch đầu tiên, phát hành quyền mua cổ phiếu thì cái số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi mà phát hành quyền mua cổ phiếu này là 500.000 cổ phiếu đúng không ạ? Như vậy thì ta sẽ tính ra được cái số lượng cổ phiếu phổ thông tăng thêm từ việc uh, toàn bộ cái quyền mua phát hành ra được thực hiện sẽ là bằng 500.000 cổ phiếu chia 2 bằng 250.000 cổ phiếu. Bởi vì cái tỷ lệ phát hành là cứ sở hữu 2 thì được một quyền mua mà. Như vậy thì ta sẽ tính ra được cái số tiền mà công ty thu được về là 250.000 cổ phiếu nhân với 1 đô bằng 250.000 đô đúng không ạ? Nhưng mà cái giá mua này là 1 đô thì nó cao hơn cái mệnh giá rất là nhiều vì mệnh giá cổ phiếu chỉ là 0.25 thôi. Thì như vậy, ở đây sẽ phát sinh cái thặng dư vốn cổ phần là 0.75 đô một cổ phiếu thì ta sẽ tính ra được cái giao dịch này nó sẽ làm cái vốn cổ phần của công ty tăng lên là 250.000 cổ phiếu nhân với cái đơn giá 0.25 ra được là 62.500 đô còn cái vốn thặng dư cổ phần thì sẽ tăng lên là 0.75 đô nhân với 250.000 cổ phiếu ra là 187.500 đô thì ta sẽ biểu diễn cái ảnh hưởng cái giao dịch này lên hai cái tài khoản chữ T như trên màn hình các bạn nhìn thấy cái giao dịch thứ hai là cái giao dịch phát hành cổ phiếu thưởng thì đầu tiên ta sẽ xác định được là cái số lượng cổ phiếu mà sau khi toàn bộ quyền mua cổ phiếu được thực hiện đúng không ạ sẽ là 500.000 cổ phiếu cộng thêm 250.000 cổ phiếu bằng 750.000 cổ phiếu và ta sẽ tính ra được cái số lượng cổ phiếu thưởng sẽ là bằng 750.000 cổ phiếu phổ thông này mà chia cho cái tỷ lệ phát hành là cứ 5 thì được thêm một thì nghĩa là ta lấy 750.000 chia 5 ra được là 150.000 cổ phiếu thưởng đúng không ạ Vậy thì ta sẽ tính ra được cái việc phát hành cái 150.000 cổ phiếu thưởng này thì sẽ làm cho cái giá trị vốn cổ phần tăng lên là 150.000 cổ phiếu mà nhân với cái mệnh giá là 0.25 đô ra là 37.500 đô. Và bởi vì cái việc phát hành cổ phiếu thưởng này nó được tài trợ bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần cho nên cái nguồn thặng dư vốn cổ phần nó sẽ bị giảm đi tương ứng là 37.500 đô. Các bạn ấy ta sẽ có thể biểu diễn ảnh hưởng của cái giao dịch thứ hai này lên trên tài khoản chữ T theo như trên màn hình các bạn nhìn thấy. Tài khoản thặng dư vốn cổ phần phát sinh bên nợ đúng không ạ? 37.500 còn tài khoản vốn cổ phần thì phát sinh bên có là 37.500. Thì như vậy, ta sẽ tính ra được cái số dư cuối kỳ của hai tài khoản này lần lượt là tài khoản thặng dư vốn cổ phần có số dư cuối kỳ là 250.000 đô, tài khoản vốn cổ phần có số dư cuối kỳ là 225.000 đô. Thì như vậy cái đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Thật ra thì các cái tình huống mà liên quan đến cái quyền mua cổ phiếu và cổ phiếu thưởng này nó sẽ có nhiều tình huống phức tạp hơn với các cái phân tích chuyên sâu hơn nhưng mà trong phạm vi môn FA thì chúng ta không cần quan tâm đến trong môn FA và SBA chúng ta sẽ tìm hiểu sau còn bây giờ chúng ta sẽ sang cái nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay đó là các cái chứng chỉ nhận nợ các cái giấy tờ nhận nợ tức là huy động vốn từ nguồn vốn vay được chưa tất cả các công cụ từ đầu đến giờ chúng ta tìm hiểu thì là huy động vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu còn bây giờ là huy động vốn từ nguồn vốn vay nói như vậy là ta cũng có thể hình dung phần nào về cái bản chất của cái giấy tờ nhận nợ này rồi đúng không ạ cụ thể thì cái giấy tờ nhận nợ này hiểu đơn giản nó là một cái dạng thỏa thuận vay tiền theo đó thì cái người đi vay sẽ phát hành cái giấy tờ nhận nợ này và theo đó thì họ sẽ được nhận một cái khoản tiền nhất định từ bên cho vay kèm theo cái điều khoản về lãi suất phải trả rồi thời gian trả lãi thời gian trả gốc các kiểu và như đã nói là bản chất của cái giấy tờ nhận nợ này là một cái khoản vay phải trả. Và do đó cái việc uh, huy động vốn bằng cách phát hành giấy tờ nhận nợ này sẽ được gọi là huy động từ nguồn vốn vay, được chưa? Và để mà phản ánh các cái thông tin liên quan cái giấy tờ nhận nợ này trên báo cáo tài chính và các cái hệ thống sổ sách kế toán thì ta có thể sử dụng đến bốn cái tài khoản sau. Tài khoản thứ nhất là tài khoản phản ánh cái số tiền gốc phải trả phát sinh từ các cái giấy tờ nhận nợ thì đây sẽ là một cái tài khoản phải trả có số dư bên có trên bảng đôi kế toán nó sẽ có phát sinh tăng khi mà công ty vay thêm tiền và phát sinh nợ tức là giảm đi khi mà công ty trả bớt nợ gốc được chưa tài khoản thứ hai là tài khoản phản ánh chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ đây là cái tài khoản phản ánh chi phí trên báo cáo kết quả động kinh doanh nên nó sẽ không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ nó sẽ phản ánh cái chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ kế toán từ cái hợp đồng vay của kỳ nào thì phản ánh của kỳ đấy được chưa tài khoản thứ ba là tài khoản lãi vay phải trả tài khoản này thì nó thuộc về cái khoản mục nợ phải trả trên bảng đôi kế toán và nó sẽ có số dư bên có nó sẽ phản ánh cái số tiền lãi hàng kỳ mà công ty còn nợ bên cho vay như vậy cứ đến kỳ tính lãi thì cái khoản phải trả này lại tăng lên, tức là phát sinh biên có. Bởi vì là cái lãi vay phải trả tăng lên đúng không ạ? Và khi mà công ty thanh toán bớt cái tiền lãi vay đi thì cái số dư tài khoản này nó sẽ giảm đi, tức là phát sinh bên nợ. Cái tài khoản thứ tư mà chúng ta sử dụng ở đây đó là tài khoản chi phí lãi vay trích trước. Mình thì không có làm video riêng về các cái khoản trích trước, nhưng mà giờ thì mình sẽ giải thích ngắn gọn luôn như thế này theo nguyên tắc phù hợp ấy, thì chúng ta sẽ phải ghi nhận mọi khoản chi phí liên quan đến khoản doanh thu đã ghi nhận trong kỳ đúng không ạ còn theo nguyên tắc dồn tích thì chi phí phải ghi nhận tại thời điểm phát sinh chứ không phải tại thời điểm thực thanh toán còn theo nguyên tắc thận trọng thì chi phí phải được ghi nhận ngay khi có dấu hiệu phát sinh chứ không phải khi có đầy đủ chứng từ chính vì một loạt các nguyên tắc này mà khi công ty phát sinh chi phí thì sẽ phải ghi nhận nhưng mà sẽ có cái trường hợp tại thời điểm là báo cáo tài chính thì sẽ chưa nhận được đầy đủ thông tin chứng từ về cái khoản chi phí này đúng không ạ thì khi đó kế toán sẽ phải thực hiện cái xét đoán nghề nghiệp bằng cách là ước tính ra cái chi phí cần phải ghi nhận. Khi đó thì công ty sẽ ghi nhận vào chi phí và tương ứng với đó là ghi tăng vào cái tài khoản chi phí trích trước phải trả. Chứ không ghi vào cái tài khoản phải trả người bán. Tuy nhiên thì cái tài khoản chi phí trước trước phải trả này nó cũng có bản chất giống như tài khoản phải trả người bán thôi, tức là nó phản ánh cái nghĩa vụ nợ hiện tại của công ty. Nên là trên bảng cân đối kế toán thì cái tài khoản chi phí trước trước phải trả này nó cũng thuộc cái yếu tố nợ phải trả. Được chưa ạ? Tuy nhiên thì cái khoản chi phí trích trước này thường là nó chưa chắc chắn về giá trị hoặc là nó công ty thì chưa nhận được hóa đơn chứng từ. Chúng ta hãy cùng đi xem cái ví dụ để mà hiểu rõ hơn về cái loại giấy tờ nhận nợ này nhé. Tình huống đưa ra như sau, một công ty thì có năm tài chính kết thúc vào 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 1 năm X6 thì công ty đã phát hành một cái khoản vay trị giá 100.000 đô với cái lãi suất hàng năm là 12%. Biết rằng cái lãi vay hàng năm này sẽ được trả 6 tháng một lần vào tháng 6 và tháng 12. Cái yêu cầu ở đây là xác định xem là trong năm X6 thì công ty cần ghi nhận bao nhiêu chi phí lãi vay vào trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và trích trước bao nhiêu chi phí lãi vay trên bảng cân đối kế toán. Để giải quyết cái tình huống này thì chúng ta có thể lập cái bảng tính đơn giản như sau. Khoản vay thì bắt đầu vào mùng 1 tháng 1 năm X6, được chưa công ty thì trong cả năm thì chưa có thực hiện thanh toán cái khoản tiền gốc nào cả vậy nên toàn bộ cái số dư nợ gốc mà chúng ta sử dụng để tính lãi ở đây sẽ là 100.000 đô cái kỳ trả lãi đầu tiên là 30 tháng 6 tại thời điểm này thì công ty đã vay được 6 tháng do vậy chúng ta sẽ tính ra được cái chi phí lãi vay tương ứng với 6 tháng này là 100.000 đô nhân 12% chia cho 12 tháng sau đó nhân 16 tháng đúng không ạ ra được cái số tiền là 6.000 đô sau đó thì công ty cũng trả luôn cho cái bên cho vay vào ngày 30 tháng 6 ra vậy cái lãi vay phải trả tại cái thời điểm 30 tháng 6 này là bằng 0 cái kỳ trả lại tiếp theo là từ mùng 1 tháng 7 cho đến 31 tháng 12 năm x6 nhưng mà năm tài chính của công ty thì kết thúc vào 30 tháng 9 nên là tại cái thời điểm là bỏ có tài chính chúng ta sẽ phải trích trước chi phí lãi vay cho cái giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 9 từ mùng 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 9 là 3 tháng thì ta sẽ tính ra được cái chi phí lãi vay cho 3 tháng này là 100.000 đô nhân với cộng 12% nhân với 3 chia cho 12 được chưa ạ? Tính ra là được 3.000 đô. 3.000 đô này thì đến 31 tháng 12 mới phải trả cơ. Nhưng mà bởi vì chi phí đã phát sinh rồi nên chúng ta sẽ phải trích trước chi phí này vào trong báo cáo kết quả được kinh doanh trong kỳ. Đồng thời ghi tăng cái tài khoản là chi phí lại vay trích trước phải trả là 3.000 đô. Như vậy, cái kết quả chúng ta tính ra ở đây đó là trong năm X6 thì công ty phải ghi nhận chi phí lại vay là 6.000 đô cộng 3.000 đô bằng 9.000 đô và cái số dư lãi vay trích trước phải trả trên bảng cân đối kế toán sẽ là 3.000 đô. Rất là đơn giản đúng không ạ? Như vậy là mình đã lại làm xong một video nữa cho môn FA này. Thật ra cảm thấy rất là vui vì đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Dù tốc độ thì rất là chậm chạp nhưng mà thực sự thì mình thấy rất là hài lòng với nội dung của các video mà mình đã tạo ra cho môn FA. Hy vọng là các bạn có thể vì điều này mà bỏ qua cho cái tiến độ chậm chạp của mình. <laughs> trong cái video tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu hành trình lập báo cáo tài chính của môn FA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.